cái bà kia nghe, trời ơi, chồng của bà ở nhà nó quậy quá trời quậy luôn. Bà lỡ bà lại 2.000 lại, chỉ có một cái cầu thôi. Cầu cái gì? Cầu cho chồng bà đừng quậy nữa, quay đầu biết niệm Phật. Bà đến bà chăng thật, bà nhiệt tình, chưa từng lại lần nào mà vô lại 1.000 lại xong là nghĩa là đi bãi luôn. Bà nói là con quyết định con cầu nguyện. Bà lại thêm 500 danh hiệu nữa bà bò luôn. Bữa sau bà bò ra tới cái chỗ lại Quan Âm luôn. Bà gắng cố gắng bà làm thêm 500 danh hiệu nữa bà lại xong bà đứng đi ngờ ngơ. Kinh chưa? Bà nói rõ ràng phải tin luôn. Xong chỉ có một cái cầu là cầu cho chồng bà quay đầu. Đúng như vậy thôi. Tâm quá chân thành. Bà vừa về nhà cái chồng bà nói một câu này: từ hôm nay anh niệm Phật chung với em. Lỡ nói cho Đức rõ ràng luôn. Là tới bây giờ luôn là ổng niệm Phật chung với bà luôn. Nó là bà này. Còn có một bà, bà đi đến đây bà lại 2.000 lại mới đây. Bà về bà nhắn tin, bà nói rằng: thầy ơi, con đến lại 2.000 lại xong về hết trơn rồi. Hỏi sao vậy? Chồng con chửi con chửi lại quá chồng. Thì thấy chưa? Mình nói cái câu kia, mình nói là câu này để cho người ta nhận thức được, chứ không phải làm điêu rồi mê tín. Đến nếu nhiều nhiều người người ta cầu mà không được, người ta nói ông thầy xạo. Mình nói rõ ràng, có những người người ta cầu mà cái nhân nó đến lúc, người ta cầu một phát rồi nó kết hợp với cái nhân nó thành tụ cái quả. Còn có những người cái nghiệp nó nặng quá, mình mới lại 2.000 lại, chưa tiêu nghiệp sao có quả. Nên Phật Pháp là một nền giáo dục mà bản thân chúng ta là người tiếp nhận Phật Pháp là mình phải tỉnh, mình phải vui. Chứ không phải là mình đi cầu cái chuyện mà người ta được, mà bản thân mình là người học Phật, là người tiếp nhận giáo dục, thì bản thân mình nó phải sống làm sao cho đặc biệt. Đó thật sự là nhân quả của bản thân mình. Nguyên lý này phải hiểu. Nhưng mà chắc chắn trong Phật Pháp quý vị có cầu là có ứng. Nó hữu cầu tắc ứng mà. Nhưng mà phải kiên nhẫn, hữu là kiên trì, kiên nhẫn, chân thật nhiệt tình, nhất định có được cái quả thù thắng mà mình muốn. Mà phải niệm niệm vì người ta, niệm niệm vì người ta. Khi mình tu mình chưa độ được người thân mình là bản thân mình phải độ mình. Cái tâm mình làm sao mà nó cắm vào Phật Bồ Tát, chứ đừng có cắm vào chồng, vào gia đình thì khó độ gia đình. Vì mình cắm vào người ta là người ta dẫn mình đi, mình cắm vào Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát dẫn mình. Mà tâm Phật Bồ Tát bao rộng lớn thì từ nơi đó mà mới chung được người thân mình, mà độ được người thân mình. Nếu tâm mình mà nó nhỏ quá cắm vào người thân, mà trong khi mình học Phật mà tâm mà lại cắm vào cái người không tu, thì người không tu nó dẫn mình đi thì sao đổ nó. Còn cái tâm mình là cắm vào Phật Bồ Tát nên mình mới buông xả người người gia đình không tu, thì mình buông họ, họ mới theo mình, họ theo mình mới độ họ. Nên tâm lượng lớn thì mình mới độ được người ta. Nguyên lý nó là vậy đó quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta học Phật, những đức tổ chức những cái khóa tu là vì tất cả mọi người, chứ không có gì một cá nhân ai chứ. Vì tất cả mọi người mà mình tổ chức những khóa tu mà rủ người ta đi đến đây tu. Trời ơi, quý vị biết rằng cái lễ viết Quan Âm mà khi mà ngồi nghe giảng trong đây, quay lên một cái những đức nói: trời ơi, cái pháp môn tịnh độ này đúng là quá thù thắng. Cái gì đâu mà con người ta gì kinh thiệt chán, không tưởng tượng được. Không ngờ rằng cuộc đời mình đi tu mà con người ta hội tụ đông như vậy luôn quý vị. Quý vị biết người ta ra phóng sanh đó, mà quay một cái hội trường phóng sanh đó quý vị. Ôi trời, đúng là lắc đầu luôn, con người ta gì mà quá trời đông luôn. Mà ngay có vật hiệu này mà thành tựu vậy đó. Có một cái chú chùa hỏi: dạ thưa thầy, cái nhân gì mà chùa mình sao quá nhiều người nữ đến đây tu mà nam thì rất là ít? Tự nhiên hỏi câu bất chợt ghê. Lạ mấy ông này, ông hỏi kỳ cục. Tự nhiên hỏi sao nữ đến đây gì đây tu đông mà nam sao ít tu quá. Như Đức nói: tại vì chùa mình thả chim nhiều. Trả lời liền luôn. Ok. Từ xưa giờ toàn thả chim không. Chắc từ này chắc đổi lại quá. Thả cu. Mua chim cu á. Thả. Để cho mấy ông đàn ông lợi tu đông đông lại một chút. Cái đàn ông ít quá trời ít. Đúng không? Này là mình nói vui vui. Nhưng mà coi chừng nó vậy đó. Từ xưa giờ chùa mình toàn là lễ lọc thả chim khóc. Nên từ nơi đó thôi, từ hôm nay bắt đầu mình thay đổi lại, chủ nhật là thả cu. Đúng không? Mình thay đổi là thử cái chiến lược thay đổi lại. Tôi thấy đủ rồi. Nhiều tôi thấy quá nhiều rồi, giờ tôi thay đổi lại cho mấy ông rồi đến tu rồi coi chứ. Trời ơi.
nói một câu vậy mà không biết có ai bắt bẻ không. À, tôi nói cái này có gì đâu bắt bẻ, đúng không? À, mà trong cái cuộc đời này lạ lắm, cái gì cũng bắt bẻ được hết. Muốn bắt thì bắt, muốn bẻ bẻ đi, rồi cuối cùng ai cũng le lử thôi. Hiểu chưa? Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này bị đi bắt bẻ, người ta giết thì bị cũng le lử à, chứ được cái gì đâu. Nó thiệt chứ, trong cái cõi đời này á, nó đặc biệt nhất là quý vị sống với ngày tháng cho nó đặc biệt kìa, cho nó vui kìa. Đó, ví dụ như có những cái người, cái duyên của người ta nó lạ lắm nghe, đừng có nói chuyện đùa. Có một cái chú này em gặp như Đức nói, con không bao giờ phục thầy. Hỏi vì sao? Con thấy thầy quá đơn giản, thầy không có học thức gì hết. Mà vì sao thầy quy tụ con người đông như vậy, con không phục thầy. Nói mày không phục thì thôi, mày vô duyên, không phục đi chỗ khác dơ con. Tao đâu cần mày phục tao đâu. À, tao làm mà tao còn không ngờ nữa mà mày kêu tao mày phục tao. Tao còn chưa phục tao nữa mày phục tao làm gì. Không, mày khỏi thôi mày, đi chỗ khác chơi đi. Rồi mày tu đi 10 năm 20 năm nó đi rồi tự mày hiểu. Khỏi cần nói. Thầy có thể giải thích tôi nghe được không? Không có gì giải thích hết á bạn. Mới lại Quan Âm xong mệt không có thời gian. Để đi ngủ giấc còn ngon hơn. Thấy chưa? Quá tự tại. Cần gì đi giải thích gì cho nó mệt. Chứ cần nhìn ra thôi. Nhìn ra cái gì? Tại sao người ta đơn giản bình dị mà nhiều người đi theo người ta? Sao ông không đơn giản bình dị đi? À, ông đơn giản bình dị, ông vui vẻ đi, người ta theo ông. Chỉ có nhiêu thôi. Trong cuộc đời quý vị biết hạnh phúc nhất là gì không? Niềm vui. Nên người ta mới nói là nụ cười. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Ai không cười thì cuộc đời sẽ lơ. Thấy chưa? Nụ cười là niềm vui chứ gì. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là niềm vui. Thế giới cực lạc vì sao người ta muốn gì? Vì vui mà gì á. Tại sao chùa mình nhiều người gì á? Vui mà gì á. Buồn gì đấy làm chi? Quý thầy quý chú mình vui người ta mới gì á. Quý sư cô vui người ta mới gì á. Đại chúng vui người ta mới gì á. Mọi người vui người ta mới gì á. Còn nếu quý vị bực bội ai gì? Những đức nói đơn giản một gia đình quý vị thôi. Khách đến nhà mà tao thấy gia đình quý vị nặng nề, lần sau người ta không đến nữa. Khách vừa đến nhà, như mình đi đến nhà ai, mình vừa đến nhà mình ngồi xuống uống nước trà, phía sau vợ thằng bạn nó lấy cái nồi nó đập bóp 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 bầm 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 âm 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 âm, phía sau nó vừa con chạy dù dù nó tán như mặt con bóp bóp bóp. Mình nói không, tao đi gì hỏi lý do gì bạn gì sớm gì, tao ở đây coi chừng miễn chúng ta. Mình khôn mình đứng lên đi về liền, ai mà ở đó làm chi chợ, ở đó bậy bạ nó cầm dao nó chém chồng nó chúng mình. Cuộc đời mình đi đến đây, nam nhi đại trượng phu mà bị chém lộn chết, bậy bạ. Chết kiểu này không quanh quanh liệt liệt chút nào, thôi mày để tao đi về cho nó chắc. Đúng không? Không nhận được cái gì với ngoài đời nghe, cũng ham ăn hút uống lắm. Nhưng mà ăn đâu uống cho nó đúng chỗ. Có lần lại nhà thằng bạn, hai thằng chuẩn bị nhậu. Nghe con vợ nó phía sau đánh con, đập nồi bóp bóp vậy đứa đó đi về. Ở đây đi, không, tao không ở đây, mày muốn nhậu đi ra quán. Ở đây nguy hiểm. Tao lỡ nhà mày nhậu mà tao thấy nghe vợ mày phía sau cái mồi không ổn. Đúng không? Cái này tao thấy là một là mày thiếu uy tín, còn tao cũng thiếu uy tín. Nên thôi đi ra quán nhậu nhậu cho nó yên mày ơi. Chứ bậy bạ ngồi đây một chút, nó ra nó dằn mâm sáng chén. Hoặc nó bỏ một miếng thuốc chuột vô tao với mày le lử. Thôi tao không bao giờ nhậu ở đây. Từ hôm nay tao không bao giờ đến nhà mày. Thấy chưa? Cái nguyên lý là do người ta đi đến nhà mình, mà gia đình của mình không có được hòa thuận, không được vui, người ta không đến. Tại sao chùa mình người ta thích đến? Vì chùa mình thuận, vui, người ta đến. Trời ơi, chỉ có nguyên lý vậy thôi mà cũng không phục. Vô duyên. Hồi nãy cái ông đó, ông ở bên Mỹ ông gì vậy? Người Việt Nam, Việt Kiều mà ông ở bên Mỹ. Ông làm bên gì phải không? Ông làm bên bác sĩ mà gọi là khoa chính. Vì biết trình độ cỡ nào chưa? Nó quá trời trình độ mà bệnh viện nước ngoài ngoài Mỹ á. Mà ông làm trưởng khoa, vì biết trình độ cỡ nào chưa? Vậy mà ông nói, tôi nói thiệt, tôi kết thầy. Thấy chưa? Kết thầy. Thầy giảng công nhận vui thiệt. Tôi nói là tôi là sống là tôi nặng nề ghê mà tôi nghe thầy giảng tôi phải cười. Chưa có ai mà lấy được nụ cười của tôi mà thầy lấy được nụ cười của tôi. Nên tôi từ bên Mỹ mới về đây gặp thầy. Mà cả gia đình gặp thầy luôn.
Thấy không? Rõ ràng, đơn giản thôi, có gì đâu. Làm cho người ta cười là hạnh phúc, làm cho người ta khổ là buồn phiền, đúng không? Làm cho người ta cười là hạnh phúc, làm cho người ta khổ là buồn phiền. Làm cho người ta cười không đơn giản đâu quý vị. Quý vị phải có nụ cười, quý vị mới làm cho người ta cười. Thấy không? Có nụ cười mới làm cho người ta cười. Thiếu nụ cười sao làm cho người ta cười được? Con người hài hước đâu có đơn giản. Trời ơi, quý vị bây giờ ngoài đời mấy vị đi vô trong cái rạp hát mà, quý vị coi danh hài đi, mua vé cũng tốn tiền dữ lắm chứ không ít đâu nghe. Vậy mà đi đến đây mà tuần nào cũng được cười, ngày nào tôi cũng làm cho cười, cái điều này là vô cùng hạnh phúc rồi đó. Quá hạnh phúc luôn, hiểu không? Bây giờ Nhân Đức nói quý vị, bây giờ quý vị ở đây quý vị ăn uống đầy đủ vô cùng, nhưng mà mỗi ngày đem nguyên mâm cơm ra, bữa cơm uống nước. Dạ còn ăn nữa không? Dọn cơm. Để tao đi tắm một chút. Quý vị coi, dù cái mâm cơm này có ngon cỡ nào ăn cũng không ngon. Cái hành động đó sao ăn ngon được, mà cả gia đình ngồi xung quanh mình ăn cũng không ngon. Cái gương mặt của thằng cha mình nó ngồi vậy mà sao mình ăn ngon. Nó ngồi mà. Gấp tôi mới vô ăn ra. Đưa cái dĩa này qua bên đây nha. Tụi bây ăn đàng hoàng nghe không? Trước mặt tao mày ăn rồi đó. Tán vô mặt mày giờ mày không? Trời ơi, vô cái mâm cơm này ăn sao ngon quý vị? Thấy không? Quý vị công nhận không? Sao mà ăn ngon? Bây giờ ngồi vô ăn, ăn đi con. Em ăn đi, đi gấp cho em nha. Úp, ăn đi, ăn tự nhiên nha. Ngon quá. Ngon quá. Tự nhiên xung quanh ai cũng ăn ngon, tại sao mình thoải mái quá? Nên người bên cạnh mình ai cũng được thoải mái. Giải thích dễ hiểu ghê. Quá dễ hiểu. Nó, hồi nãy cái ông đó ông nói một câu, tôi kết thầy một cái là thầy giảng không cần suy nghĩ. Tôi cũng hiểu. Thầy giảng không cần suy nghĩ cũng hiểu. Chỉ cần nghe là hiểu liền. Nhưng Đức nói, cuộc sống bây giờ vô cùng bận bịu. Nếu như chúng ta còn dành thời gian để suy nghĩ thì mất bao nhiêu thời gian. Đường xá bây giờ rất dễ kẹt xe. Nếu như chúng ta mà đi đường vòng thì hao xăng lắm. Nó đúng đó, thầy nói quá trời đúng luôn. Cuộc sống cơm ăn áo bận bây giờ nó khó khăn. Mà nếu mà nghe pháp mà cần phải nặng nề để đặt vấn đề để mà gọi là căng thẳng thần kinh thì còn đâu có thời gian để suy nghĩ những việc khác. Còn bây giờ nghe thầy cái khỏi cần suy nghĩ cũng hiểu, mà trong lòng cảm thấy vui vẻ nên đi làm ngon lành. Nó thấy chưa quý vị? Vui vẻ nên đi làm mới ngon lành. Bây giờ ai mà nghe những đức giảng cái mà cười cái đi làm, bước ra gặp ai cũng ha chào em, ha chào anh, ha. Ủa này anh ba, sao nay thấy anh vui với anh, vừa nghe pháp thầy đức giảng vui quá, hiểu không? Nó tự nhiên vui, bước ra gặp ai mình cũng vui, đúng không? Còn gặp mà như đức giảng à, mình ra mình ra sai sao ngồi câu này là câu gì ta, câu này sao ha? Chết bồ, tới giờ thời gian đi làm, tới thời gian đi làm thì suy nghĩ chưa ra câu này, nó nặng quá này. Thôi được rồi, đi dọc đường suy nghĩ. Còn cái mặt suy nghĩ, đi dọc đường thì nghĩ, suy nghĩ thì phải làm sao? Người ta đi ngang chào anh, ừ. Hoặc gặp sếp, chào sếp. Ủa nay có chuyện gì sao thấy mặt mày nặng nề quá? Em đang suy nghĩ công chuyện. Thấy khổ chưa? Suy nghĩ công chuyện, suy nghĩ thì nặng nề. Còn này người ta giả có cần suy nghĩ, nói cái hiểu liền. Cuối cùng cười quá trời, bước ra gặp, chào anh, trời ơi, thầy vui quá, thấy không? Thấy chưa?
cái này mùa xuân đến là ngon lành. Con cứ mặc, chào anh. Trời ơi, mùa xuân đến làm em hết hồn. Thấy chưa, phải nặng nề không? Nên con người thành đạt là ngay cái tâm trạng. Khi người ta gặp quý vị một lần là ta ấn tượng đẹp liền, 100% quý vị luôn. Mà muốn mà gặp một lần mà ấn tượng đẹp, quý vị phải thật sự vui. Khi quý vị vui rồi, quý vị làm cho người ta sẽ nhất định hết buồn, chắc chắn luôn. Vì cái năng lượng từ trường của mình nó xông tỏa ra, nó bao trùm người ta luôn. Còn cái nếu mà cái sự nóng nảy của mình nó cũng bao trùm người ta luôn, làm người ta nực nổi. Có những người mà mình gần gũi mình cảm thấy mình bị nặng nề. Nên nhớ, nên những Đức nói rằng ngày xưa nè, tôi kinh nghiệm nè, mỗi lần mà chủ nhật mà gặp nhóm các cô rồi đó, rồi bước vô quý vị biết mặt những Đức sao? Ngồi xuống đi, tôi nói cho mấy cô biết á, cái sự việc ở trong chùa này nó quái như vậy, như vậy á, nó không có đơn giản như mấy cô nghĩ. Mình hô mà mình nói chịu nghiến răng, không phải như mấy cô suy nghĩ đâu. Trời ơi, mà ngày xưa nó hô quá, nó ốm nữa, mà mình nghiến kêu đó là ghê lắm. Tôi cười cười trong trong chùa phải gì gì nữa, nói vậy là không có được. Cô nào cô nấy ngồi, ngồi thẳng lưng lên, ngồi nói chuyện với tôi, ngồi cúm cúm gì, dọn bánh trái chưa ăn được chứ, chân toàn là bỏ độc vô bánh không. Mỗi tuần chủ nhật mà gặp nhau là ai cũng sợ, sợ nhất là hợp, kinh khủng không, sợ nhất là hợp. Vì hợp là sao? Mày nó chết đi. Trời ơi, nó nặng đời kinh khủng quý vị ơi. Đấy nè, kinh nghiệm nè. Còn bây giờ tôi nói thiệt, anh em mà gặp nhau hay gặp mấy cô lúc nào cũng vậy nha. Thôi, gặp nhau vui vẻ còn giải tỏa dễ hơn, còn thấy đặc biệt hơn. Đừng có gặp nhau mà nặng nề, đừng có gặp nhau nặng nề nghe. Gặp nhau nặng nề không dám gặp nhau nữa đâu. Gặp nhau nặng nề ai dám gặp nhau nữa đâu, phải không? Nó thôi, bởi vì đừng có bị cái bệnh nghề nghiệp. Cái bệnh nghề nghiệp này tôi xả được rồi đó. Hồi xưa là chuyên gia luôn. Sáng vừa tu xong người ta an lạc, bước lên cái mặt kinh nghiệm nhìn. Trời trời, ông này sáng đây chữ nữa. Hồi xưa có một lần buổi sáng vừa tu xong, nói chuyện bên đây không biết nói cái gì. Giết, giết. Có một cái chú ông đang ngủ, ông giật mình. Cái chú này đi về lại, ông hỏi cái gì mà bên đó mà giết dữ. Đang ngủ tôi hết hồn, tôi ghé giùm giết ông sùm bên bển chứ. Nói trời ơi, thầy Đức sáng nay ông nói chuyện ông giết quá trời giết luôn. Thấy ghê không? Sáng nào ông như lam sùm mấy vị ơi, giết nó hô, hô hơn bây giờ. Hồi nãy cái ông ở bên Mỹ ông gì ông nói, thầy ở ngoài, thật sự mà nói, nhìn thầy đẹp. Mà thầy đâu có hô gì đâu mà thầy nói thầy hô. Nói hô, hô ngày xưa. Giờ đỡ hô. Hồi đó khi khó chịu với nhiều người, hô. Từ khi vui với nhiều người, hết hô. Đó. Nên những Đức nói cho tất cả những người mà bị hô á, khỏi cần đi niềng răng, chỉ cần vui vẻ niệm Phật thôi, ăn chay thôi, tự hết hô. Thấy chưa? Ừ. Nó, nên vui nó quan trọng lắm quý vị ơi. Đó. Không có giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà không, đây nè kinh nghiệm nè. Bởi vì bây giờ gặp nhau mà hợp, đừng có bao giờ làm áp lực cho nhau. Có cái gì thì thà nói chuyện với một hai người đó, chứ đừng bao giờ vô cái chỗ đông người ngồi họp đồ mà căng thẳng quá. Đừng có căng thẳng, căng thẳng quá là không giải quyết được vấn đề đâu. Người ta sẽ là cảm thấy nó bị nặng nề đó quý vị. Nên mỗi một con người sống trong cuộc đời này, mình hiểu cái nguyên lý này rồi, là tự nhiên mình thương yêu người ta, mình giúp đỡ cho người ta, tự nhiên người ta sẽ quý mến mình dữ lắm. Ta rất là quý mến mình. Những Đức mong sao chúng trong chùa mình được những hoàn cảnh bình yên gì quý vị, nhờ Hòa Thượng mà Ngài xây lên ngôi chùa gì cho mình được ở. Thôi mình mang tâm mình phải cảm ơn nghe các cụ, nghe không? Nhớ. Thí dụ như bây giờ không có ngôi chùa gì mình ngồi ở đâu các cụ, nghe không? Không có một cái địa điểm gì mình ngồi ở đâu mà đông được gì.
mình ra đường mà mình ngồi kiểu này nó bắt mình hết trơn. Đừng nói chuyện dẫn chơi, hiểu không? Đó, nên dù cho hòa thượng ngày lớn tuổi, mỗi ngày ngày lo việc khác, còn những đức lo việc này, cũng hòa thượng ngày chỉ đạo. Nên từ nơi đó mình luôn luôn mang tâm cảm ơn đi. Thật sự mà nói, cái tâm này nó phải sanh từ niềm vui quý vị. Vui rồi nó mới cảm ơn được. Vì người ta cho mình cái hạnh phúc, cho mình niềm vui, mình mới cảm ơn. Những đức nói quý vị làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, mà quý vị phiền não quý vị không có cảm ơn đâu. Dù quý vị có đi theo một người nào, quý vị quý mến cỡ nào, nhưng mà quý vị cảm thấy buồn, quý vị sẽ mang tâm trách hận. Tại sao có những người mà mình theo ai đó mà mình dễ đánh giá người đó quá? Tại vì mình không có an lạc. Mình không có an lạc thì mình đi trách hận người đó chứ làm sao. Còn nếu như bây giờ mình cho người ta sự bình an, sự vui vẻ, lấy cái gì để trách hận mình? Nên họ đâu có trách hận mình được. Nên nhớ đó, nên mình cho người ta niềm vui, người ta mới cảm ơn được nghe quý vị. Cái cảm giác của niềm vui đó, nó mới cảm ơn được đó, 100% luôn. Tại sao thế giới cực lạc mà người ta cảm ơn dữ vậy? Vì cái thế giới cực lạc đó, nó quá vui. Nên người ta cảm kích Phật Bồ Tát, cảm kích tất cả nhân viên, nên người ta mới được gì? Cái tâm cảm ơn nó phát lên kinh khủng lắm. Còn mình ở đây mà khổ đau nó không cảm ơn được đâu quý vị ô. Đừng có nói chuyện giỡn, khổ đau nó không cảm ơn được đâu. Ôi, có nhiều người dưới quê mà người ta khổ quá, mà người ta chỉ tay lên trời, người ta nói ông trời, ông ngó mắt mà nhìn nè, nhà nghèo gì mà còn bệnh. Thấy chưa, ta nói mà, nhà nghèo mà còn mắc cái eo. Mắc cái eo là mắc cái gì? Mắc bụng u. Mắc cái eo. Nghèo mà còn mắc cái eo, còn gặp bao nhiêu sự không hên cho cuộc đời. Thấy chưa, sao người ta cảm ơn cuộc đời được quý vị? Người ta khổ mà cảm ơn cái gì? Không, mà vậy mà ta khổ cùng cực, ta gặp Phật Pháp, người ta có niềm vui, thì tự nhiên người ta mang tâm cảm ơn liền. Nó rõ ràng niềm vui mới cảm ơn nha quý vị. Không vui không bao giờ cảm ơn, 100% luôn. Đó, người ta vui người ta mới cảm ơn quý vị ô. Thật sự bây giờ mình kêu người ta cảm ơn cỡ nào cảm ơn mà người ta không có cảm nhận đó. Không có cảm nhận đó sao cảm ơn. Nên con người mình là cái quy luật của kẻ phàm phu nó là như vậy đó. Trước nhất nó phải thấy cái quả trước mặt, rồi con người nó mới tiến tới cái nhân thù thắng. Những đức nó thật sự con người mình nó bây giờ, nếu nói là phàm phu mình á, gọi là nhân quả, ngược lại bản thân mình quả nhân. Nó thật sự trước nhất cho họ cái quả trước luôn quý vị. Họ có niềm vui rồi họ mới đi vào cái nhân, rồi mới thành ra cái quả. Chúng ta bây giờ nói nhân quả, thêm cái quả đầu tiên. Cái quả là phải cho họ được lợi ích, rồi bản thân họ sẽ đi tạo nhân. Rồi tạo nhân xong, họ mới thành quả chân thật. Đó. Chứ bây giờ mình kêu họ khổ đi, nhân nó được quả, nó bỏ cuộc. Vì nó khổ quá. Nó khổ quá, thí dụ như giờ nó đi phục vụ người ta, mình cho nó cái sự lợi ích vui vẻ an lạc của một cái nơi ở đàng hoàng đâu vào đó tốt đẹp cho nó, thì nó mới đi phục vụ người ta. Còn nếu như bây giờ nó đi phục vụ người ta mà vì nó nặng nề, nó khổ đau, nó đói khát, nó không bao giờ đi phục vụ người ta. Dù quý vị có nói là gieo nhân tốt cỡ nào nó cũng không làm được. Vì làm trước mặt mình cứ khổ hoài, cứ nặng nề hoài, cứ bị chữ hoài, bản thân mình bỏ cuộc. Nên trước nhất phải cho họ cái thành quả đi. Rồi thành quả họ có là cái lợi ích cho họ. Lợi ích rồi xong họ mới đi gieo nhân. Rồi gieo nhân họ mới thành quả thiệt. Rồi lúc đó họ thật sự hiểu rồi. Lúc đó họ thật sự là tin vào nhân quả. 100% quý vị luôn nuôi chúng nhìn ra được chỗ này nè. Nên nhiều người đặt câu hỏi, vì sao ông này ông nuôi chúng đông dữ vậy ta? Tôi cho cái quả. Phật tử về chùa lo hết tất cả, cho họ cái quả, rồi mới chỉ họ tu để gieo nhân. Đúng là cái căn tính con người mình bây giờ kinh thiệt. Bởi vì nếu nói về độ người trong cái thời cuộc mạt pháp này, mà nếu không gần người thì không độ người được quý vị ơi. Không gần người là không độ người được. Mình nhìn ra mình nè, bản thân mình mà ai cho mình thành quả, ví dụ như bình thường khát nước quá, cho mình ly nước uống là quả cho trước đúng không? Cảm ơn anh nghe, anh cho tôi ly nước uống, cảm ơn anh. Anh nhờ tôi phụ cái gì được không? Đó là nhắn. Mình cho ly nước uống, nó mới nhờ mình, là nó hỏi mình là có anh nhờ tôi gì tôi phụ chứ. Là gieo nhắn lại. Rồi có tình cảm rồi, gieo nhắn đi con. Rồi để xong tiếp tục cho nó uống nước nữa. Nói vậy hiểu nghe không? Rồi bắt đầu tiếp tục nó đi gieo nhắn. Gieo nhắn là phước nó tăng lên thành quả. Rồi tiếp tục nước này mình cho, nhưng thật sự là mình cho nó quả trước để nó đi gieo nhân. Gieo nhân rồi nó có nước uống, nó tiếp tục có quả. Nhưng đầu tiên phải cho nó uống nước trước, rồi mới gieo nhân thành quả.
cái nguyên lý độ sanh của cuộc đời này bây giờ là như vậy. Còn căn tính chúng ta 200 năm về trước là nhân quả. Con người của 200 năm về trước căn tính khác của con người bây giờ. Đừng nói 200, 100 năm về trước và bây giờ hoàn toàn khác. Tính tình, tính tình nó hoàn toàn thay đổi. Quý vị biết vì sao nghĩ ra được chỗ này không? Vì bây giờ là trong cái thời cuộc phát triển quá. Nếu như quý vị không cho họ một cái thành quả gì, làm sao họ chịu khổ đau để gieo nhân? Quý vị bắt họ đi gieo nhân mà khổ đau, họ không bao giờ đi tu. Vì tu mà khổ quá, tu làm gì? Nên tại sao những đức thường khuyên người trong chùa mình ăn uống lên cho nó mập mạp lên gì sao? Vì mập mạp người ta thấy mình không đến nỗi khổ. Không có ai mà đóng vai khổ, vai nghèo mà đi là lựa người mập hết. Chúng ta phải lựa cái người ốm nhơm, ốm nhách, sơ xác cằn cỗi, tay chân ghẻ chóc tùm lum, thì họ mới đóng gì? Đóng cái vai nghèo khổ. Ngày xưa tôi cấp ở trên Đà Lạt 49 kg, ốm nhơm, cái mặt đen thui, bận bộ đồ đen, mang đâu vớ đen, mang đâu dép đen, bận quần đùi đen, tóc thì rất đen. Bằng đêm khi mà tắt đèn hết thì nhìn tôi rất dễ. Vì sao? Vì mặt tôi và đồ tôi hòa nhập cùng với không gian màu đen. Chỉ có tôi cười lên là thấy hàm răng trắng. À, đó tôi rất là dễ. Tại vì càng cười lên mà thấy cái miệng bự quá trời hàm răng là biết ông thầy Đức, chú Hiền. Ghê không? Mà 49 kg, săn si ghê lắm. 49 kg, đóng vai nghèo, vai khổ. Thấy chưa? Bây giờ 75 kg. Thấy chưa? 75 kg. Có bụng đồ đàng hoàng luôn không? Ngày xưa mà ngồi nói chuyện là cần cổ cứ gì nè. À quý vị lúc này khỏe không hả? Cần cổ gì nè mà nói chuyện chứ. À, cổ này ngay lại. À, hồi xưa là mỗi lần chắp tay là cái tay gì nè. Chắp tay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó nghiêng nghiêng tới nghiêng lui mà bây giờ tự nhiên nó cũng ngay nữa. Thấy chưa? Có những cái mình muốn nó ngay, nó cũng không ngay đâu, nhưng mà tự nhiên nó sẽ ngay. Có những con người nó đang xấu, mình bắt nó tốt liền nó cũng không tốt đâu. Tự nhiên từ từ nó tốt. 100% ngày xưa những đức muốn nó ngay lắm. Mình lên vẽ tới vẽ lui rồi. Trời trời vô duyên ghê. Nó đã là xấu rồi, làm sao mà cho nó tốt được, nó đẹp được. Nhưng mà từ từ nó tự điều chỉnh luôn. Rồi bây giờ tự nhiên nó thành tự nhiên luôn. Không, đúng rõ ràng quý vị. Nên con người nó phải có thời gian quý vị ơi. Chứ đâu phải là con người nó đang xấu bắt nó tốt được liền được đâu chàng. Thấy không? Nên mình tu hành mình cứ để tự nhiên có thời gian à. Rồi con người người ta nó sẽ tự chọn cái tốt, không ai đi chọn cái xấu bao giờ. Xấu là giống như lấy bùn chay vào mặt. Không ai ngu dại gì lấy bùn chay vào mặt mình. Nên tự nhiên con người ta sẽ hiểu, người ta sẽ biết lau bùn. Người ta sẽ biết chét những cái đồ tốt đẹp lên mặt. Chứ không ai đi chét cái bùn nhơ lên mặt đâu quý vị. Nhưng mà có người khi chưa hiểu, người ta sẽ tự làm cho mặt người ta dính bùn nhơ. Rồi tự hiểu và tự biết lao. Chắc chắn 100% Phật Pháp phải có thời gian. Nên chúng ta tu hành là cơ hội bản thân mình. Mình hư mình tu được thì mình nên cho người ta hư có cơ hội được tu. Nhớ, thường là con người bị nặng nề chỗ này nè quý vị, là mình quá tiêu chuẩn. Đây cũng bệnh hoạn. Bệnh gì? Bệnh tiêu chuẩn. Quá tiêu chuẩn. Tôi cái gì cũng đặc biệt hết chứ. Từ xưa giờ đi tu, tôi nói thiệt tôi không phạm gì. Phạm. Phạm gì? Phạm ở đó. Phạm cái gì? Chưa phạm cái gì hết là phạm. Khi người ta không phạm cái gì, người ta không bao giờ người ta nói người ta không phạm. Vì nếu mình nói mình không phạm cái gì hết, vì thì ai theo mình nổi? Đúng không? Nên mình nói mình không phạm cái gì hết là mình phạm. Phạm cái gì? Phạm cái mình nói mình không phạm. Đó, ghê chưa? Nên đó. Kinh không? Nên có người mà thấy mình quá tiêu chuẩn thì mình phải hạ xuống để bản thân mình cho người ta bước lên. Đó, đây là mình mới từ bi. Giống như một cái bà đàn bà giá. Bà nói rằng từ nhỏ tới lớn
Từ 17, 18 tuổi tới bây giờ chưa có một thằng nào mà khiêu tính. Con tay của chị. Vì mà mấy nhỏ này mới 17, 18 tuổi mà gặp trai là tâm tớp, tâm tớp. Đúng rồi. Nhìn bà là ai mà khiêu ngón tay bà làm cái gì? Nhìn bà thấy gớm. Sân si còn hơn cái gì nữa. Khó khăn. Mặt bà cái nhăn nhăn đó ngày như con khỉ bạc má. Vì ai mà khiêu bà? Không phải là bà ngon lành, mà do không ai khiều bà thôi. Chứ nếu mà có một tên nó khiều bà cũng dính luôn. Tiêu chuẩn cái gì đâu. Người ta mà nhiều người muốn khiều người ta mà người ta không cho khiều, cái điều này mới là tiêu chuẩn. Còn bà không ai khiều bà hết, thì bà ở giá mà bà nói gì cho nó ngon. Vậy mà bà vẫn cho bà là tiêu chuẩn tốt ngon. Cuối cùng thì con cháu nó có vợ có chồng, nó về nhà thì sống với bà sống được. Bà mợ bà cô này khó quá. Nên tại sao có nhiều người ta nói nhà đó có bà nào bà giá. Trời ơi, vô nhà đó làm dâu làm có nổi với bà đâu. Vì bà tiêu chuẩn. Bà thấy hai vợ chồng ta hung nhau cái bà nói dù cái thứ gì mà mắc nết. Bà vô duyên, bà không có được hung mà. Nên từ nơi đó bà nói ta mắc nết. Chứ người ta mà được hung ta nói bình thường. Đúng không? Đó, nên cái người mà phạm lỗi á, mà tu được thì mình mới tha thứ cho người phạm lỗi. Còn cái người mình quá đặt tiêu chuẩn, người ta bước lên không có nổi. Mà trong cuộc đời này hư nhiều hơn là đúng. Mà mình mà tiêu chuẩn quá thì cái người hư thì sao người ta bước vô Phật Pháp. Trong khi Phật Pháp nó quay đầu là bờ, mà mình không cho người ta cơ hội quay đầu thì thua. Nó nên mình đừng có đặt vấn đề tiêu chuẩn cao quá nghe quý vị. Mà mình nên hạ xuống cho người ta bước lên. Vậy thì cái tâm mình mới từ bi được quý vị à. Những điều những Đức nói đó đó quý vị tự xem lại đi, để bản thân mình dễ tính. Nó dễ tính là điều hạnh phúc nhất để độ người. À, nhiều người sống trong cuộc đời này, thí dụ như người ta làm một cái nghề gì đó, ví dụ như người ta làm bên luật, thì tự nhiên cái người ta trở thành một người rất là nghiêm. Nghiêm viết rồi nó thành bệnh nghề nghiệp, thành khó. Nghiêm viết thành khó. Ban đầu thì nghề thôi mà lâu ngày thành nghiệp. Ví dụ như ta làm một cái ngành gì đó mổ xẻ, viết rồi cái người ta quen gì cái nghề thành nghiệp. Rồi có những người ta nghĩ rằng một cương vị lãnh đạo gì đó thì phải nghiêm để cho người ta sợ. Nhưng mà họ nghiêm viết rồi họ thành cái nghiệp là khó tính. Rất là nhiều người nhận Đức gặp, họ nói là họ phải nghiêm, họ phải khó rồi họ mới giải quyết được vấn đề. Chưa chắc. Chưa chắc. Thí dụ như có những cái lúc mình cần phải nghiêm thì nghiêm, nhưng có những lúc mình cần phải vui vẻ cởi mở thoải mái thì mình phải vui vẻ cởi mở thoải mái. Chứ đừng có lúc nào cũng nghiêm quá, nó thành nghiệp về sau là bản thân mình rất là khổ. Cái này là cái quan trọng lắm á nghe. Nó cả mình là một người đi tu gì đó, mình đừng có nghĩ mình là một ông thầy mình phải quá nghiêm. Mình nghiêm quá người ta thấy người ta cũng sợ. Nghiêm quá người ta sợ. Thì tự nhiên mà đã người ta sợ mình thì làm sao mà mình có thể độ người ta. Nghĩa là mình quá khó thì mình không độ người ta được. Nghiêm quá mình cũng không độ người ta được. Giống như bây giờ con nít nó gặp mình, nó thích mình. Như nãy giờ đứa gặp một cái cô kia ở bên Mỹ về nguyên gia đình, cha làm nghề bác sĩ bên mổ. Ông nói ông rất là nghiêm. Rồi xong rồi sanh con ra đứa con gái, tính nó cũng rất là nghiêm. Rồi xong rồi cô ba mươi mấy tuổi mà chưa có con, có gia đình ba mấy tuổi chưa có con. Trong lòng của cô buồn, mỗi lần gặp người ta ẵm con là cô khóc. Chạy có biết sao khóc. Như Đức nói từ hôm nay cô đừng có cái tâm đó nữa. Mình thấy người ta có con, mình chưa có con, mình thấy người ta có con, mình cảm thấy mình mừng giùm cho người ta thì cô mới có con. Còn bây giờ cô thấy người ta có con, trong khi người ta có con người ta vui mà mình đi khóc.
mình không mừng giùm cho người ta thì sao mình có được cái nhân tốt đẹp được, hiểu không? Mình phải thấy người ta thành công được những cái việc của người phụ nữ vậy thì mình mừng giùm cho người ta, thì vậy thì mình mới có con. Rồi cô nghiêm quá thì con nít nó đâu có chịu đến gần. Thí dụ như mình đi, mình khó quá, người ta gặp mình đã tránh xa. Thì giống như một người phụ nữ không có con mà buồn khổ quá, con nít nó cũng không chịu đến gần, thì cô không có con. Nên từ hôm nay cô vui vẻ, cô hoạt bát lại, cô cười cho nhiều, rồi cô niệm Phật, cô ăn chay. Rồi cô dễ gần quá nên con nít nó thấy cô nó thích, lúc đó là tha hồ mà đẻ. Nói vậy cô phát lên cô cười vui ghê. Cô nói không lẽ bây giờ mỗi ngày mình cứ cười sao đấy thầy. Những Đức nói hồi đó cô gặp người cô chào thì sao? Nói dạ chào cô. Những Đức nói bây giờ cô chào khác lại, cũng là cái danh từ đó mà cô đổi lại, chào cô. Chào anh. Chào em. Đổi lại. Hồi xưa phải là cô chào anh thì người ta chào lại chào em, đúng không? Bây giờ cô chỉ cần đổi ra thử rồi, chào anh. Nhất định người ta sẽ chào lại cô lại, chào em. Đó, nó trả lại liền liền, thấy không? Rõ ràng chưa? Đổi lại, nghĩa là đổi cái phương pháp lại thôi. Thì tự nhiên con người mình thấy nó đặc biệt dữ lắm quý vị. Nó, con người mình đi làm cái hình tướng nặng nề chi đấy khổ. Cái duyên mọi người xa lánh mình là mình sẽ nặng nề khổ đau liền. Không, những đứa học Phật hiểu. Không có dạy gì đi sống những ngày tháng nặng nề khổ đau. Dù là cái nguyện gì mình chưa làm được, cứ mặc kệ nó. Vì chưa đủ duyên đủ phước thì không làm được. Dù là có nguyện, chừng nào làm được thì làm, còn làm không được thì thôi. Có gì đâu. Giờ mình niệm Phật mỗi ngày, mình chờ Phật ấy đã đến rước mình. Không lẽ mình đi mỗi ngày nặng nề chờ Phật ấy đã đến rước mình, sao cảm được? Mình mỗi ngày phải vui vẻ an lạc niệm Phật, làm thiện làm tốt thì cảm với bộ nguyện của Phật là tốt, thì Phật đến rước mình. Mỗi ngày mình niệm Phật mình cứ chờ Phật đến rước mình mà tâm trạng mình nặng nề, sao Phật đến rước? Đâu có cảm với bộ nguyện được, hiểu không? Mình phải là sống làm sao mà như danh hiệu Phật A Di Đà là danh hiệu vô lượng giác, vô lượng an lạc, vô lượng tự tại. Thì mình phải có sự tự tại, mình niệm Phật mình mới cảm với bổ nguyện của Phật, Phật đến rước. Chứ mình mỗi ngày mà mình nặng nề mình cầu Phật đến rước khó lắm, rất là khó. Nên chúng ta học Phật, chúng ta phải học làm sao mình có sự vui, có sự an lạc. Tự nhiên người ta nhìn mình, người ta cũng muốn đi tu. Như cái người cha cô đó nãy, ông bên Mỹ, ông nghe những Đức giảng hôm nay, con thấy coi trong tivi thấy thầy xấu ở ngoài nghe. Những Đức nói vậy nó tốt, nếu mà coi trên tivi mà nó quá đẹp mà ở ngoài nó quá xấu này quê. Chứ coi trên tivi mà nó xấu mà nó đã tiếp nhận rồi mà ra ngoài nó còn có được hơn trong tivi thì chắc chắn là nó phải kết. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình học Phật, khi mình vui vẻ thì cái gì mình cũng thấy nói nó ra nó vui, nó thoải mái, nó an lạc cái tâm mình. Quý vị nhớ, một cái nguyện làm cái việc gì ở trong cuộc đời này không phải là mỗi ngày để bị nặng nề đâu, mà đó là một phương hướng để mình tiến đến mục tiêu tốt đẹp. Dù là chưa làm được nhưng mà mục tiêu tốt đẹp nó làm cho mình có một cái lối sống gọi là có hương vị trong cuộc đời. Nghĩa là con người có mục tiêu tốt đẹp là nó có một lối sống, một hương vị để mà trong cuộc đời này mình có ý nghĩa, để mình có mục tiêu, để mình sống, để mình tốt đẹp. Chứ không phải là để mà bản thân của mình mỗi ngày vì cái việc nguyện đó nó rồi mình lại nặng nề mình sống, không phải đâu. Bậy quá, đâu phải vậy đâu. Nó nên những Đức nói quý vị, mình là một con người khó tính, học ra dễ tính thì đúng, còn có người dễ tính mà học ra khó tính là sai. Những Đức là người khó tính nè, học ra từ từ dễ tính. Vì những Đức biết khó tính không có giải quyết được vấn đề. Hồi nãy như Đức hỏi cái chú mà bác sĩ mà chú làm bên ngành mổ, như Đức hỏi vì sao chú khó tính, nói dạ con là trưởng ban bệnh viện. Như Đức nói vì trưởng ban bệnh viện thì khó tính. Lý do gì?
Nó không khó thì không giải quyết được vấn đề, nó chưa chắc. Chú quay đúng nơi đúng chỗ mới giải quyết vấn đề. Chú khó quá, nó gặp chú thì nó tránh. Nó tránh đi chỗ khác, nó làm sai. Không lẽ giờ chú canh nó hoài, vậy thì con phải làm sao? Chú phải đúng nơi đúng chỗ. Còn có những lúc chú phải vui vẻ hoan hỷ để người ta thấy chú. Có những lúc thì mát mẻ vô cùng, nhưng có những lúc mình cũng nóng, để người ta thấy rằng mình thường mát, nhưng mà người ta cũng sợ lỡ mình nóng lên sao. Còn nếu như lúc nào mình cũng mát thì người ta nói thằng này lúc nào nó cũng mát hết, nên mày có làm gì nó cũng không nóng đâu. Thấy không? Là tự nhiên tao không biết sợ. Nên mình con người chú đừng có lúc nào cũng nóng. Nếu chú lúc nào cũng nóng thì chú chín, chín ruột gan hết. Hiểu không? Lúc nào chú cũng nóng thì ruột gan chú chín hết. Chú đi trị bệnh mà cuối cùng cái bệnh của chú là ai trị chú đây? Người ta do nóng nảy mà sanh bệnh, còn chú trị bệnh cho người ta mà chú thành người nóng nảy. Không khác nào đem bệnh người ta để đắp vô bệnh mình. Mình nói mình trị bệnh người ta mà mình quên mất tiêu mình đang là người bị bệnh mà không có bác sĩ trị. Đúng không? Quý vị nhớ như vậy, có những người chúng ta học Phật, chúng ta giảng dạy cho người ta, mà chính cái căn bệnh của bản thân mình mà mình quên mất tiêu. Ghê không? Căn bệnh của bản thân mình mà mình quên đó, là một căn bệnh khó khăn, khó chịu, bực dọc, buồn phiền. Đó, mình dạy người ta nhìn thấu buông xuống, mà mình nào là nghi ngờ, lo âu, đố kỵ, đủ chuyện, bệnh mình mà quên. Nên ngài tổ sư của thiền tông, ngài Hoằng Nhẫn, ngài nói một câu: nếu như mình biết được bản thân mình là trí tuệ, còn nếu nhìn được người ta chỉ là thông minh thôi. Bản thân mình thường đi nhìn người ta được, nhưng mà quên nhìn chính mình. Nên nhìn người được là thông minh, mà thông minh không giải quyết được vấn đề sanh tử, trí tuệ mới giải quyết được vấn đề tử sanh. Nên nhớ, nên bản thân những đức mỗi ngày nhắc nhở người ta nhìn thấu buông xuống, vui vẻ an lạc. Mà nếu như những đức lúc nào cũng nặng nề, sao nói được điều này? Không bao giờ nói được điều này đâu quý vị. Mà mình không bao giờ giảng nữa. Tại vì sao, làm sao giảng được? Nó đi ngược lại vấn đề nội tâm, sao giảng? Đó, nên con người mình mà thường vui á, cái khổ đau đến với mình nó xóa tan mau lắm quý vị. Nó rất là mau luôn. Nên những đức nói với quý vị nghe chứ, bản thân của mình là tự mình làm mình khổ đó quý vị ơi. Bản thân chúng ta là tự mình làm mình khổ đó. Cho quý vị biết á, có nhiều người mình đi vô chùa, có những việc mình không dính thì mình đừng có dính. Có những việc nói rằng làm việc này là đại công đức, bài niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nếu như mà mình mỗi ngày mà mình có thể niệm Phật được thì đúng là quá hạnh phúc. Đây là đặc biệt nhất rồi. Còn tại vì công việc người ta cần phải làm, người ta dính vô việc làm là cái duyên nghiệp người ta, người ta phải làm. Còn mình không dính vô thì đừng dính vô. Người như vậy mới là người thật sự viên mãn, mới là thật sự người đặc biệt. Đi nhào vô làm gì? Ví dụ như giờ bản thân có những đức thì nói ôm thầy này phục vụ chúng sanh dữ lắm, làm việc lợi ích mình, mà nếu mà giặt được cái bộ đồ cho ông này là phước đức lớn dữ lắm. Chưa từng nghe trong kinh nào nói mà nó giặt đồ công đức vô lượng, niệm Phật công đức mới vô lượng. Hiểu chưa? Còn nếu như mà giờ mà giờ những đức nói à, tôi thấy tôi với cô có duyên, hay cô lo cho tôi nghe. À dạ dạ dạ, cô thích. Được rồi, đúng rồi, đúng duyên rồi. Còn nếu như cô lo cho tôi nghe, dạ con không làm được. À vậy thôi, tại cô nói cô làm không được, giờ bắt ép cô làm cô không có được cái gì, không có kết quả gì hết chứ. Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó cái phát tâm mình nhìn qua người ta, mình phải biết là người ta phát tâm, người ta giúp mình. Nên ví dụ như con người nó kiểm nghiệm qua sự trung thành là cái gì quý vị biết không? La gầy chửi mắng người ta, mà cuối cùng người ta vẫn quay lại với mình. Rồi mình mới phân tách ra là mình la gầy chửi mắng họ xong, mình đuổi họ đi mà họ vẫn, khi cần mình kêu họ lợi họ vẫn lợi. Mình đặt ra cái vấn đề là bản thân của mình đến với họ, họ được cái gì từ mình,
mà họ phải đến với mình như vậy, thì mình sẽ biết được đo lường gì, cái sự trung thành của họ dành cho mình. Hãy nhớ, mình cho họ được cái gì, mình sẽ hiểu ra liền nguyên lý của sự trung thành liền. Rồi sự trung thành ở bên cạnh mình mà họ có làm phiền mình không? Có những người họ trung thành bên mình mà họ làm phiền mình đó. Họ đi gom lặt đủ thứ chuyện lu bu lộn xộn họ đem cho mình. Có khi mình bệnh đau rồi mà họ cũng chưa tha cho mình nữa. Họ còn đem bao nhiêu thứ họ áp đặt vào cho mình đến nặng nề khổ đau. Đó. Nên có một lần Nhân Đức bị bệnh, có mấy cô đến gặp Nhân Đức nói này nữa kia. Nhân Đức nói: ồ, Nhân Đức đã bệnh rồi mà cô còn chưa tha cho Nhân Đức nữa hả? Vậy thì cô nghĩ cô đem những điều này cô nói Nhân Đức nghe là cô thương Nhân Đức hay cô hại Nhân Đức? Nó: dạ con thương thầy, cô tầm bậy. Nhân Đức đang bệnh muốn chết đây mà bây giờ cô còn đưa những cái chuyện làm cho Nhân Đức nặng đầu óc, mà cô thương Nhân Đức. Đi chỗ khác chơi giùm tôi, cho tôi nghỉ ngơi. Sợ tận tới bây giờ không dám gặp nó tầm bậy luôn. Mình phải khôn, mình phải dám nói câu mạnh dạn vậy đó. Nó, ví dụ như bản thân Nhân Đức đi, ai mà lỡ nói tào lao, tôi nói thôi, tôi không nói phương tiện chỗ đó. Phương tiện nó làm hoài sao? Tôi khôn nhất, tôi chặn đầu luôn. Từ hôm nay mà đứa nào lại gần tao nói tào lao nghe là tao đưa chứ công chúng tao chữ chết mù. Cho nó sợ xanh mặt xanh mày, tao nói dám. Mình từ đó thì sao? Mình ngủ ngon giấc khỏe re. Toàn là mình, cái gì mình chỉ dạy, mình hướng dẫn, mình giữ được những ngày tháng an lạc tự tại. Nên cái này là cái quan trọng lắm. Cái này là cái rất là quan trọng. Cái khổ đau của con người ta, khi người ta làm một cái điều gì đó, người ta bí mật, thì tự nhiên người ta không có bao giờ ta muốn cho một cái gì, cái người nào lạ lạ vô vị trí người ta. Vì người ta sợ biết được vị trí người ta làm cái gì đó, nên mình nhào vô vị trí đó là mình khổ dữ lắm, mình nặng nề dữ lắm. Nên gặp những cái trường hợp đó là nặng ấy. Gặp những trường hợp tu hành nặng nề, phiền não, đố mà giải thoát. Cái giải thoát của con người là từ cái tâm lúc tu này nó giải thoát đó quý vị. Cái nội tâm nó an lạc ấy, nó mới cảm với bổ nguyện của Phật. Còn cái nội tâm quý vị nó quá nặng nề, dù là quý vị làm việc thiện, nhưng nó quá nặng nề. Nó nặng nề quá, vậy thì cái tâm nghiệp nó đặt vào vấn đề nặng nề đó, sao mà bổ nguyện của Phật mà mình nặng nề? Cái người giảng sanh về Cực Lạc tại sao nói tín nguyện niệm Phật giảng sanh? Vì cái tín nguyện là nó ngay có Phật hiệu, nó mạnh quá. Dù mình tạo cái nghiệp gì, mình đang lỗi làm gì, nhưng mà cái tâm cầu sanh Cực Lạc của mình nó vẫn kiên trì, nó vẫn hừng hực. Nó gọi là tín nguyện. Tín nguyện là gì? Mình có cái tâm mà gọi là tạo lỡ sai quấy, mình vẫn niệm Phật, mình tin Phật rước mình, đó mới là tín nguyện. Còn lúc mình làm thiện thì mình càng tin tưởng hơn. Còn cái việc thiện mình làm đủ duyên thì mình cứ làm, còn mình chưa đủ duyên, chưa làm được thì thôi. Nên cái tâm đặt vào tín nguyện nó mạnh thì con người nó an lạc tự tại. Dù trong cái cảnh duyên gì mình cũng an lạc tự tại. Và nó xóa tan cái nỗi buồn trong cõi lòng rất là mau. Buồn phiền cái gì xóa tan cực kỳ mau luôn. Vì mình mỗi ngày mình đã đưa nó ra ngoài bớt nhiều quá, nên tâm của mình nó đâu có chắc chứa. Còn con người mà thường nội tâm chắc chứa là con người này, cái khổ của họ là tự họ làm họ khổ. Nên quý vị là người tu hãy xem lại lương tâm mình đi. Mình mỗi ngày mình đang chắc chứa cái gì? Mình tu là để đem nó ra, mà mình đi chắc chứa nó vào cho nó nhiều. Nhiều thì làm sao mà nó lên được. Con người á, quý vị coi, cây nhang đốt, khói nhang nhẹ thì bay lên, mà tàn nhang nặng thì rớt xuống. Nếu con người mà nội tâm nặng quá thì quý vị chỉ có đi xuống mà chứ không có đi lên đâu. Thật sự nó nội tâm nó nặng quá là đi xuống á, nó không có đi lên đâu nghe. Nên á, chúng ta là con người tu hành, hãy để những con người bên cạnh của mình để giúp cho mình thăng lên á. Chứ đừng có để người bên cạnh của mình mà chi mình xuống để chìm xuống. Dại lắm. Thật sự mà nói, một chiếc thuyền không ai dại gì để một đống đá lên đó đâu quý vị. Để một đống đá lên thì thuyền này chỉ có con đường chìm thôi. Nên người bên cạnh mình mà toàn là người nặng nề thì mình khó giải thoát. Hãy lựa những người nhẹ nhàng bên cạnh mình để mình dễ giải thoát. Hiểu không? Đó. Bây giờ quý vị để con người bên cạnh mình là người tính toán so đo thì mình sẽ tính toán so đo theo. Mình để bên cạnh mình là người nhiều chuyện thì mình sẽ bị dính vào cái nhiều chuyện. Nên bản thân của mình học Phật, quý vị hãy nghĩ ra chỗ này để tự mình xem xét lại. Nhận Đức nói thiệt nha, cái hội chúng của mình thấy nó bình bình chung chung, nó nhẹ. Tại vì sao? Con người Nhận Đức nhẹ, Nhận Đức rèn ở nguyên giớm nó nhẹ hết trơn.
Rồi cái tâm quý của mình niệm Phật giảng sanh, nguyên nhóm này nó niệm Phật giảng sanh, nó muốn niệm Phật giảng sanh không à. Thì lỡ những đứa có nửa đêm hay gì mà tự nhiên cái gì thầy, nó đau quá, sắp thở hết nổi à. Ai với đạo Phật, nó bao giây là nó niệm Phật, nó đưa tiễn mình về cực lạc. Còn nếu như bây giờ những đứa lựa vài tên ở trong đây mà toàn là gì, uống thuốc, trị bệnh, đưa bác sĩ, thì khi mình vừa yếu một cái đi, đưa thầy đi liền, đưa thầy đi liền đó. Còn nếu như con người bên cạnh mình toàn là hỗ trợ mình niệm Phật không, mình có cái gì, nó bao vây xung quanh mình, nó niệm Phật, nó đưa tiễn mình về cực lạc. Đó là sự hỗ trợ mình, nên mình lựa những người bên cạnh mình để hỗ trợ mình về cực lạc, như vậy mới khùng. Đúng không? Rất là khôn đó. Nên tôi bên cạnh, bao nhiêu con người bên cạnh, mấy chú đều bên cạnh, không có bao giờ tôi để chú nào bên cạnh tôi nặng nề chứ. Không có để ảnh hưởng cái từ trường đó. Trời ơi, người mình rất dễ bị ảnh hưởng từ trường. Cái người mà giữa mình với họ mà duyên không có thù thắng là để cho họ xa xa mình. Duyên mà bên cạnh mình mà vui, giúp mình vui mới để bên cạnh. Để tâm trạng mình lúc nào cũng có hoàn cảnh đó để làm cho mình vui. Mình vui thì mình gặp nhiều người mình thấy vui. Chứ còn mình để có người bên cạnh mà nó rầm rầm rì rì. Thì bản thân mình sẽ bị ảnh hưởng thì sao? Không có dạy làm chuyện đó đâu. Ồ, ảnh hưởng, thấy không? Không có để gì. Đó, bị nhớ nghe. Ôi ôi, mình ở ngoài đời mình có chồng, mình gặp thằng chồng mà râu ria rồi nó để, rồi nó nói chuyện thì mở miệng ra: mày lấy cho tao này coi, nấu cơm đi, để tao biểu coi, đưa mặt hung cái coi. Tụi tự kiểu này ai mà chịu nổi. Nói chuyện gì còn là búa bữa, thấy không? Người như mình mà sống gần con người để giết đối vì có mùa xuân. Đúng cái bài hát mùa xuân đến làm em hết hồn. Nó kêu cho hung cái coi mà mình thấy hết hồn, đúng không? Mùa xuân đến làm em hết hồn. Không ai mà để người bên cạnh vậy trời. Tôi không có dạy, tôi là ngu nhất. Tôi đố mà tôi để người bên cạnh tôi vậy, tôi nói thiệt luôn. Không có để người bên cạnh mà làm cho mình nặng nề đâu quý vị. Không bao giờ. Tôi nói thiệt, trẻ như những đức gì mà bản thân những đức còn không sợ họ làm cái gì những đức. Nếu những đức lên tới 70 tuổi, mày muốn làm gì tao mày làm đi, tao sống tới tuổi này đủ rồi, không quan trọng tới nữa. Mà con người mình khi như vậy rồi không có ai hại mình hết chứ. Thật sự mình không có hại ai, ai hại mình. Bản thân mình không hại ai chứ sợ ai hại mình. Nên những đức nói nó thoải mái vô cùng. Học Phật là học cái gì? Học tự tại. Bây giờ quý vị không hại ai chứ quý vị sợ ai hại quý vị? Dù có người hại mình đi chăng nữa cũng là nghiệp quả của mình, mình phải chịu chứ. Đó, nên con người sống gì nó tự tại ghê. Tại sao không học Phật ra như vậy quý vị? Mình làm một cái gì mình đã nhiệt tình rồi, đã hết lòng rồi, hết lòng rồi thì bản thân mình cảm thấy viên mãn rồi. Chứ đừng có bao giờ ấm ức trong cõi lòng mình là việc đó mình làm chưa xong, hoặc mình làm người ta buồn. Ê, có làm cho ai buồn chứ? Ê, làm cho ai buồn chợ? Họ muốn buồn thì họ buồn kệ họ chứ. Ai cũng là người học Phật, ai cũng có cái sự giải thoát của bản thân. Ai mà làm ai buồn? Chúng ta buồn là do tại chúng ta. Chúng ta có quyền hết buồn, chúng ta có quyền buồn, đúng không? Vì có quyền buồn, vì buồn thử đi, vì buồn thử đi rồi vì sẽ thấy vị nặng nề, rồi vì sẽ hết buồn liền à. Tại vì mình phân tách ra, buồn nó làm cho mình nặng nề, hết buồn nó làm cho mình vui vẻ. Thì bản thân mình sẽ chọn con đường nào tự chọn đi. Nên cái buồn nó giúp cho cái vui nó giúp cho cái buồn. Hai bên nó hỗ trợ lẫn nhau. Quý vị hay bình tĩnh suy nghĩ có phải không? Nên con người tu hành nó phải có cái buồn để mình nhìn ra được cái vui. Nếu như nó vui không mình cũng chưa cảm giác được sâu sắc. Đó, nên thiện ác là hỗ trợ lẫn nhau mà. Hiểu được những nguyên lý này rồi quý vị tu hành thôi quá tuyệt vời. Đó, nên những đức mong rằng anh em cùng sống với nhau gì nè. Những điều những đức chia sẻ đây là những gì những đức học Phật có được cái kết quả. Đây con người này sân si nè, con người này buồn dặn dai nè. Tôi đố từ từ hôm nay tôi dặn ai dai nữa. Dặn dai chi cho nó khổ? Dặn dai chi cho khổ đúng không?
đó, không có dặn ai dai chỉ cho nó mệt. Người tu hành là chắc chắn không bao giờ dặn dai cái việc. Dặn dai đi máy bay xuống âm phủ. Nên không có dặn dai gì đâu nghe. Nên những điều chia sẻ gì mà những đức nói ai mà nghe là nó có kết quả. Nó mình cái bài học này không? Đừng dính vào bệnh nghề nghiệp mà làm khổ mình. Nghề nghiệp đó quý vị. À, bệnh nghề nghiệp. Tôi người làm việc này phải nghiêm mà được. Anh ở đâu đến đây? Ghê vậy là chạy. Làm gì thấy ghê mà trong cha tấn người ta vậy, không phải nghề đó tầm bậy. Cái nghề nào nó cũng là vui vẻ. Chứ làm gì mà mình phải nghiêm? Nghiêm chi ạ? À? À, mình mà giả lạ thì con nít nó cũng phái mình. Nhưng đức thấy rõ ràng luôn. Cái lớp đạo làm con thứ bảy, nít nó gặp cho nó chạy lên nó ôm chân ôm cẳng mà thấy mình hạnh phúc với ghê. Tự nhiên mà thấy mình vui vô cùng luôn, ngộ ghê. Cuộc đời mình tu tự nhiên thấy. Sao tự nhiên người ta thích mình, người ta gặp mình là ta vui, tự nhiên những đức vui. À rõ ràng luôn. Cái hạnh phúc lớn nhất là bản thân mình phải được vui. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Phật nói là trước phải độ mình mới độ người. Bản thân mình chưa vui, muốn người ta vui không có chuyện đó đâu. Hiểu không? Nó trước như quý vị muốn an lạc, giúp cho người ta thì quý vị phải an lạc. Chứ quý vị không an lạc sao quý vị nói người ta an lạc? Phiên người ta an lạc, lấy cái gì phiên người ta an lạc? Thí dụ như những đức đối với tiền bạc, những đức nhẹ nhàng. Thì những đức mới kêu ta nhẹ nhàng với tiền bạc. Những đức thấy người ta gặp những đức, người ta cúng dường đồ này kia, người ta nhẹ nhàng thấy ghê. Vì những đức nhẹ nhàng với tiền bạc thì nhân quả tương đồng chưa? Nó rõ ràng luôn. Còn những việc gì mình làm được, mình cố gắng mình làm. Duyên mình làm được mình làm. Lay quay à, bắt đầu tới chương trình khiếm thị. Mùng 3 tháng 7 từ sau từng tới chương trình khiếm thị đó, thì cứ làm được một chương trình là mừng chương trình. 5.000 người khiếm thị què hoặc tật nguyền, thấy cuộc đời mình làm được những việc ý nghĩa mình mừng ha. Rồi lay quay tới Du Lan 3 ngày ha. 1 tây tháng 9, 2 tây tháng 9, 3 tây tháng 9, nó nằm vào 17, 18, 19. 3 ngày, 3 chùa. Bữa 1 tây tháng 9 lễ nghỉ ở bên chùa mới 1 ngày, 2 tây tháng 9 cũng nghỉ lễ ngay đây, thấy không? Rồi 3 tây tháng 9 cũng nghỉ lễ ở bên Hộ Pháp 3 ngày. Du Lan tháng 7, mỗi một người làm con chúng ta về tụng một hồi kinh Du Lan, nghe Pháp, niệm Phật, lễ Phật, để mình nguyện cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống, cầu siêu cho ông bà cha mẹ đã mất. Đó, cái tâm mình vậy đó quý vị. Thì tự nhiên cái cuộc đời của mình thôi, mình đều là làm những việc an lạc tự tại, để tu phước tu duyên. Những người mang nghiệp phá thai muốn cầu siêu cho các cháu về, dự 3 ngày Pháp hỏi thu thắng. Rồi lay quay cái tới lễ Giới Quan Âm 19 tháng 9. 19 tháng 9 là ngay thứ 5, 1.000 lại. 20 tháng 9 là ngay thứ 6, 1.000 lại. 21 tháng 9 là ngay thứ 7, 1.000 lại. Là 3 ngày, 3.000 lại. Lên 1.000 nữa nghe. Là chuyến này lại 3.000 lại đó. Lên lịch rồi, đưa vô chương trình luôn rồi đó. Thông báo luôn rồi nè. Đã lên lịch rồi là phải làm. Có cô Phật tử nói, dạ thưa thầy, con sợ thầy chết. Không có sao đâu con, cái gì đâu mà chết con. Làm cái gì chết còn sợ chứ, lại Quan Âm Bồ Tát mà chết con không có sao đâu con, hiểu không? Lại Quan Âm Bồ Tát mà chết, Quan Âm cũng rước về Cực Lạc. Lại ngày mà chết, nên quý vị đừng có sợ. Nó nghe cái pháp hội này cái là thấy trong lòng thấy vui sướng, mừng. Mừng là vì sao? Vì đời mình được giữ cái pháp hội 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, từ xưa tới nay chưa từng có. Mừng khi làm những công trình vĩ đại đặc biệt này mới tuyệt vời chứ. Nó, những vị trưởng đoàn bây giờ phát động chương trình phải dẫn người ta đi tu. Nó đi rủ rê người ta. Mình rủ người ta đi quýnh lộn thì cũng mang tội. Mình rủ người ta đi nói xấu thì mang tội. Mình rủ người ta đi quýnh ghen thì mang tội.
mình dẫn người ta đi phá thai thì mang tội, đá gà quýnh bài thì ăn chơi tầm bậy thì có tội, còn dẫn người ta đi tu là có phước. Dẫn ta đi tu là có phước, 3 ngày đó nghe. Nó ngày 19 là ngày chính luôn. Thấy không? Là nguyên một ngày bên chùa mới. 20 21 là bên đây. 2 ngày hộ pháp không tổ chức. Vậy đó, tại vì sao? Bên đây nó rộng. Nó bữa đó những đức trình hòa thượng nó ừ được đó con. Thấy không? Cái này là Phật tử nè, Phật tử này là đang hứng thú. Tại vì sao? Coi cái năng lực mình sao? 2000 lại được rồi. Bây giờ những đức nói với vị, những đức mà đi tới đâu vị đi theo tới đó thì không sao đâu. Lỡ mà lại giữa chừng lại qua giữa chừng mà chết queo nữa. Bà Bồ Tát rước vào Việt Cực Lạc lúc đó bị ngồi nha. Quan Âm rước rồi Việt Cực Lạc. Đúng không? Coi thử coi cái sức mình nó làm sao trời. Con người mình cái sức nó đến cái trình độ nào, đúng không? Rồi một ngày nào mình lên 4000 thử cái nói làm sao. 3000 cho mình lên 4000 là 4 ngày lại. Tại một ngày 500 danh hiệu thì 4 ngày nó 2000 lại. Mà bây giờ mình còn mình lên tới 3 ngày nó 3000, bây giờ thêm 1000 nữa mai mốt là 4 ngày 4000 lại. Mình coi cái mình lại hoài có được không? Thử coi làm sao. Cái sức con người mình để coi nó đạt tới trình độ làm sao, đúng không? Mình sẽ làm cho con người mình tự tin lên. Những con người mà yếu đuối nhút nhát sợ ma không quyết đoán, lỡ đây lại 3000 lại xong quyết đoán liền, không nói vòng vo chứ 100%. Ai mà cần cầu nguyện cái gì, cầu con thấy không, cầu này cầu nọ đó là lỡ lại 3000 lại. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Và chúng ta hẹn gặp nhau ở Cực Lạc nha. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.